Em anh chủ Tô Cú xin chào quý các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị và các bạn về một con XLS phiên bản số tự động một cầu máy 2.2, mang nước sơn màu xám anh chị nhé, màu tối màu, màu đậm màu, không phải màu đen đâu, nó sơn màu xám thôi. Số tự động một cầu rất đẹp luôn. Và hiện tại thì hôm nay là ngày 28, ngày 28 tháng 1 năm 2021, chỉ còn vài ngày nữa là Tết thôi. Mà hiện tại là trong tỉnh Quảng Ninh của em bây giờ đang bị Covid, đang có mấy ca bị Covid rồi. Và hiện tại từ sáng đến giờ là tỉnh Quảng Ninh đang lập chốt để không cho các cái phương tiện ô tô vận tải hành khách đi vào Quảng Ninh và đi ra Quảng Ninh nữa. Thế nên là anh chị nào mà có nhu cầu mua ô tô thì phải alo luôn trực tiếp cho em mua xe để phương tiện về đi lại nhá. Và hiện tại là phương tiện là công cộng đã cấm rồi, và không biết là còn cách ly xã hội hay như nào nữa thì cái đấy bọn em cũng chưa nắm rõ được. Mà chỉ biết rằng trong buổi sáng ngày hôm nay là tỉnh Quảng Ninh đã lập chốt tiếp giáp với Hải Phòng và tiếp giáp với lại Hải Dương để cấm tất cả các phương tiện công cộng đi lại vận tải khách hàng. Tất cả các phương tiện đến Quảng Ninh đều quay đầu hết, và đến tỉnh khác cũng quay đầu, không được đi ra. Thế nhưng mà tất cả công việc vẫn phải hoạt động bình thường, chỉ có học sinh được nghỉ thôi, còn cán bộ công nhân viên chức họ vẫn đi làm, nên là có thể là phương tiện công cộng đã không còn thì rất là bất tiện. Thì anh chị nào mà cảm thấy vẫn phải đi làm mà có tiền thì lên mua nhanh đi, và còn vài ngày nữa là Tết rồi, sang năm mới đến nơi rồi. Anh chị là mua alo luôn trực tiếp cho em theo hai số điện thoại nhá, 0705 141414, số điện thoại đặc trưng của người Quảng Ninh toàn 14 thôi, và số thứ hai là 0904 250 500. Còn bây giờ thì vẫn có thể, anh chị vẫn có thể đến chợ ô tô cũ của em tại ngã ba đường 10 phường Đông Uông Bí của em cũng bình thường, chứ chưa cấm người đi ra vào tỉnh Quảng Ninh, chỉ đang cấm tất cả các vận tải hành khách không được đi ra khỏi tỉnh và đi vào tỉnh thôi. Đấy, còn người vẫn đi đến bình thường, anh chị vẫn có thể đi được bằng xe riêng gia đình hoặc xe máy hay nào vẫn đi lại được. Hoặc cần thiết nếu anh chị thiện chí, anh chị ở tỉnh khác đến có thể gọi cho em, một em sẽ đưa xe về tiếp giáp tất cả các tỉnh, một là ở cổng tỉnh Đông Triều, hai là ở cầu Đá Bạc ở Hải Phòng, để có thể bàn giao xe hoặc đưa xe cho anh chị xem. Không mua, anh chị em lại đánh, anh em lại đánh xe về, không vướng anh chị nhá. Bây giờ là đi lại rất là khó khăn, thuận tiện nên đâm ra bọn em sẽ hỗ trợ anh chị tất cả thế luôn. Anh chị nào ví dụ mà ở Hải Dương, Bắc Linh hay là gì đấy, đến cổng tỉnh Đông Triều em sẽ đánh xe đấy. Ví dụ mà anh chị muốn mua XLS số tự động một cầu thì nhà em hiện tại đang có 3 con, em sẽ đánh cả 3 con đấy cho anh chị xem. Mua được thì anh chị mua, anh chị đỡ phải xuống Quảng Ninh, em sợ lại xuống rồi không về được anh chị nhá. Dạ vâng. Đấy. Còn hiện tại thì con xe này với giá thời điểm Tết em đang bán là 545 triệu đồng cho phiên bản XLS số tự động một cầu 2016 anh chị nhá. Đấy. Anh chị nào quan tâm alo luôn xem. Còn em đang đi một vòng quanh cho anh chị xem vài tổng thể cũng như sơn si của nó, form dáng của nó. Đây là vài phần la răng đúc này, xe trang bị đầy đủ 4 quả la răng đúc này. Đấy. Đây là vài phần cua lốp này. Cua lốp anh chị có thể nhìn xem sắt xi không hề có dấu hiệu của mục bọt hay han gì cả. Sắt xi còn rất là sáng nhá, rất là sáng và đẹp luôn. Đây. Gầm bệ này, gầm bệ một chút này. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy phần gầm này. Sắt xi chị bẩn thôi, xe em mới về hôm qua. Thâm ra là chưa dọn dẹp được gì nhiều. Đấy, rửa qua tí nước lã lên sóng luôn thôi. Máy móc mọi thứ không dọn dẹp gì cả, còn rất bẩn, cho anh chị có thể anh chị xem trực tiếp xe mua như nào, về bán như thế vậy luôn. Nội thất trong xe này, xe trang bị đầy đủ tất cả các cái ghế da. Con này hiện tại nó không ghế da đâu. Đấy, mà nó chỉ có ghế lỉ thôi. Thế nhưng đây đã được bọc da rồi. Đã ghế da đã được bọc da rồi. Sàn cũng được trải da này, trải ra và trải thảm này. Đấy, trải thảm này. Đây là tắp bi của cánh cửa lái. Đầy đủ gương kính chỉnh điện nhé, khóa kính này. Đấy, đầy đủ luôn. Còn có tắp bi này thì chủ xe rất là cẩn thận, có dán thêm đè can vân gỗ để tránh xích sát, rất là cẩn thận luôn. Và cái đè can màu vân gỗ này xe trông nó rất là sang chị nhé. Rất là sang luôn này, rất sang luôn. Nhựa của tắp bi cực đẹp, keo chỉ còn nguyên anh chị nhé. À, xe bên em bán đầu tiên cam kết rằng xe không ngập nước, thứ hai rằng không tai nạn nặng. Đấy.
Thế nên là còn siết chặt với bạn bên ngoài thì với dòng bán tải không tránh được anh chị nhé. Chéo rất dài. À, đây là phần vô lăng của nó này. Vô lăng 4 chấu tích hợp vào tất cả các chế độ to nhỏ, rảnh tay nghe điện thoại và chế độ control cruise có hết. Xe chạy 102.530 cây chị nhé. Đây đang báo đèn là cửa không đóng và hết xăng này, sắp hết xăng này anh chị này. Đấy. Táp lô đằng trước sạch sẽ. Đây, vẫn có một chút xước sát nhựa này. Đấy. Có một chút xước sát này chị nhé. Đấy. Xe thì đầu đi CD nguyên bản, tất cả các bản điều hòa mọi thứ đầy đủ hết. Tay nắm cần số được bọc ra, phanh tay, bệ tùy tay, yên ngựa đầy đủ. Đây, dán đề can của bệ tùy tay rất là đẹp luôn. Nội thất rất là sang, trần lỉ nguyên bản, dán bóng dính cẩn thận, nói ra là sạch sẽ không bẩn trần nhé. Đây hàng ghế sau đây. Hàng ghế sau rất sạch sẽ luôn, còn nguyên. Đây. Tabi cánh cửa sau cũng vậy. Nhựa và lỉ của nó rất là sạch sẽ. Da nữa. Đây. Da này, lỉ này, phần nhựa này rất sạch sẽ luôn. Đề can dán vân gỗ. Keo chỉ còn nguyên nhá. Con này được trang bị thùng lửng 45 độ. Đúng rồi. Đây sàn thùng đây. Còn nguyên xe mới về của nguyên rất là bẩn này, chưa thèm rửa thùng nhé. Nhưng anh chị có thể nhìn thấy những cái thớ nhựa của nó này, rất là cao, rất là vun nhé, không lún sụp gì cả. Đây cột đít này, còn nguyên đinh tán, còn nguyên dấu sơn của nhà sản xuất này. Ngon lành cành đào luôn, ok luôn. Đấy. Tiếp và cho anh chị xem về hai cái tabi cửa. Đấy. Táp bi cửa trên phụ cũng thế này, rất sạch sẽ. Keo chỉ của nguyên nhá, nguyên keo chỉ này. Đấy. Cánh cửa sau cũng vậy. Đấy. Keo chỉ đây, không mất keo chỉ đâu anh chị nhá. Sắt xì này, sắt xì vào phần sau này. Đấy. Không han gì. Đấy. Không han gì luôn. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem thêm về phần máy móc. Xem máy thì đây, xe đang hoạt động đây. Xe đang hoạt động rất bình thường luôn. Con này lắp cabo được trang bị hai ti thủy lực. Gạt ra đẩy lên là xong. Đấy, lắp cabo anh chị có thể nhìn thấy rất là cân đối nhé. Khóa lắp cabo này rất cân đối luôn. Ngoàm khóa của nó không có dấu hiệu đâm va xê dịch gì cả. Keo chỉ còn nguyên luôn đấy chị nhé. Nguyên luôn keo chỉ. Cân đối luôn. Đây tổng quan máy móc này. Đầu ràng đằng trước này. Cân đối không có dấu hiệu đâm va vào đầu ràng đằng trước đâu nhé. Cân đối luôn. Không đâm va. Máy móc anh chị có thể nhìn thấy không? Rất là bẩn nhé. Nguyên bản bọn em vừa mua về còn nguyên như thế luôn. Chưa dọn dẹp gì. Sau bọn em cũng sẽ dọn dẹp thôi để cho sạch sẽ một chút, vệ sinh cho anh chị, bảo dưỡng cho anh chị để cho một con xe ngon lành, cành đào, máy móc nguyên zin thì chị nhé. Máy móc mọi thứ trông bị bẩn thôi, anh chị có thể nhìn nó rất khô ráo này, rất khô ráo luôn, cực kỳ khô ráo. Đây cú doa đang chạy này, quạt gió đang hoạt động bình thường, mặt máy đây cực kỳ khô ráo, không dấu hiệu gì dầu gì mỡ gì nhá. Phanh ABS này. Nói chung là máy móc đang hoạt động bình thường, còn nguyên zin. Tất cả dấu sơn nhà sản xuất còn rất nhiều. Tại thì xe mua về thì nguyên là em quay như vậy thôi. Có con thì đã dọn dẹp và nội thất sạch sẽ rồi, nhưng con này chưa dọn dẹp được. Và con này vừa về. Và dịch Covid đang hoành hành, đang rất là phức tạp, đâu ra không biết là tình trạng ấy làm sao. Em quay luôn để cho anh chị có thể chọn lựa để cho gia đình mình. Phương tiện đại chúng giờ đã không còn nữa rồi, đang cấm rồi, thì mình có thể là dùng phương tiện cá nhân. Ai mà là có tiền, có điều kiện thì lên mua đi, vừa tránh cho gia đình mình mọi thứ, vừa công việc vẫn hoạt động được bình thường chị nhá, vẫn không chịu đói được. Và dạ vâng, em rất cảm ơn anh chị đã xem hết video của em.
em cũng sẽ gửi tới cho anh chị tiếp và những mẫu xe khác nữa đang có mặt tại Trại Ô Tô Cũ Quảng Ninh. Và bên em đã cam kết rằng là khi sẽ giao xe tận đến một cái điểm nào đó được cho phép cho khách hàng, để khách hàng có tự có thể là tự xem đấy cũng được, mà có thể là chọn đánh xe về luôn cũng được. Nhưng còn anh chị cũng không cần trực tiếp xuống đến đây nữa. Còn đến đây thì hôm nào mà dịch Covid diễn biến hết thì anh chị hãy ghé thăm cửa hàng em sau nha anh chị nhé. Đấy, tại vì bọn em bán hàng trên kênh Facebook mọi thứ hay YouTube rồi thì hôm ra là cái sự tin tưởng về cửa hàng nó vẫn có. Thế là mà anh chị là có thể liên hệ bọn em sẽ đánh tới điểm tiếp giáp giữa hai tỉnh để có thể là bàn giao cho anh chị được chị nhá. Vâng, em xin cảm ơn các anh chị tại video khác. Anh chị là mới xem video của em ban đầu, hãy ủng hộ em, hãy đăng ký chia sẻ và bấm nút chuông bên phải màn hình để có thể cập nhật được tất cả những video mới nhất em đưa lên cho anh chị, để anh chị có sự lựa chọn đúng đắn nhất và nhanh nhất vào cho gia đình mình nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.